Một năm ở Bắc Sơn có hai mùa thu hoạch lúa. Tháng 5, tháng 6 là mùa giống lúa gạo tẻ. Tháng 10, tháng 11 là mùa lúa nếp. Những bông lúa chín vàng trên mảng màu xanh của lá lúa cũng đủ để bạn cảm nhận về một mùa vụ thành công. Con chào bác nông dân. Bác ơi, thì bao nhiêu cây lúa này mà nấu được một bát cơm hả? Cháu thì đoán xem bao nhiêu cộng thì được một bát nào? 100 ạ. Đúng rồi. Thế cháu có thích làm nông dân không? Con có ạ. Con thích làm tất cả các nghề, 100 nghề. Con ý sẽ đưa cho mẹ rồi, mẹ sẽ xếp vào đây. Được, thế còn chú? Chú thì gặt. Cố lên chú ơi. Đây gì ơi, chú toát hết cả mồ hôi rồi. Không biết là từ nãy giờ mình gặt thì đã đủ hẳn một bát cơm chưa? Đủ một bát cơm, hai bát cơm. Bây giờ mình làm à, thế thì mới đủ 3 người ăn đúng không? Nhưng mà mình mà chỉ gặt được 3 bát cơm cho 3 người ăn thôi thì làm sao mà giúp được các bác nông dân gặt hết cánh đồng này? Con có cách nào không? Con có một cách là mình có thể nhổ hết tất cả gạo này lên. Úi dồi ôi, dùng liềm cắt mà còn mướt cả mồ hôi thì làm sao mà dùng tay nhổ được? Bây giờ có cách nào hay hơn nhỉ? Dùng tay đây à? Tuốt. Đây này, chú bảo nhá, con mà dùng tay tuốt này 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 là hạt gạo sẽ rơi hết xuống đồng. Thế là mình sẽ thu hoạch được không nhiều đâu. Bây giờ mình lấy từng cái thân lúa như này đúng không? Ừ. Đấy, mình xếp gọn vào nhau. Daisy ở bên ngoài, Daisy giúp chú và mẹ xếp thật gọn vào. Tí nữa mình bê về thì mới được nhiều, thì các bác mới khen. Nhá. Dạ. À. Cái này là kho báu của cái bác nông dân. Màu sắc và âm thanh chính là điều cuốn hút nhất với trẻ con khi khám phá thế giới xung quanh. Chú làm cái gì? Chú làm cái kèn đây. Bây giờ muốn làm cái kèn thì mình phải bóp cái chỗ này vào để nó tạo thành những cái đường vớ của cái ống. Ừ. Con nhìn này, mình sẽ phải bóp này, bóp cái phần đầu này. Rồi, xong rồi ấn nhẹ để cho nó phồng. Nhìn trông đặc biệt quá đi. Trông giống cái gì hả con? Cái đèn lồng. Chuẩn. Ngậm có cái này là thổi ra là được. Ngậm từ cái này á hả? Ngậm cái này làm gì có lỗ? À, không? Ngậm hết ở đây hả? Nhìn mẹ nhá.